cùng quý vị và các bạn đến với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm đĩa hoa dại hình tròn như thế này nhé. Chi tiết hướng dẫn thì các bạn sẽ xem ở trong video giúp mình nha. Ok, đối với cái phần trang trí lần này thì trước tiên các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái phần miếng bìa cứng như thế này nhé. Đối với cái phần bìa cứng này ấy, thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ sử dụng compa. Các bạn sẽ vẽ ở trên này cho mình một cái phần hình tròn với cái bán kính là khoảng 9cm nhé. Ok này. Và ở đây khi mà chúng ta đã vẽ xong rồi thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ tiến hành tách cái phần khung này ra cho mình nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng dao dọc giấy để tách cái phần khung này của mình ra này. Các bạn chúng ta có thể sử dụng dao dọc giấy hoặc kéo thì đều được nhé. Tùy theo cái phần đồ mà chúng ta có sẵn thôi. Ok này, mình sẽ rạch ra này. Ok, sau khi mà cắt xong thì chúng ta sẽ được một cái phần khung như thế này nhé. Các bạn sẽ tạm thời để gọn sang một góc trước cho mình này. Tiếp đến thì để làm được cái phần đồ trang trí ấy, thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình các cái phần hình vuông. Đối với các cái phần hình vuông này thì các bạn sẽ cắt cho mình theo cái kích thước là 3x3cm, sau đó gấp đôi lại này. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng bút chì vẽ cho mình một cái phần hình cánh bướm lên trên này nhé. Ok này, sau khi mà đã vẽ xong rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng kéo để cắt nó ra nhé. Để tạo cái phần râu cho cái phần cánh bướm thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái phần đường nhỏ vào đây. Nó tách ra này. Ok, như vậy mình sẽ được một cái phần hình cánh bướm như thế này nhá. Các bạn sẽ làm tương tự đối với các cái phần khác cho mình này.
Ok này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần cánh bướm của mình rồi này. Các bạn sẽ tạm thời để gọn xong một góc trước cho mình nhé. Tiếp đến thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình các cái phần hình tròn với cái kích thước là bán kính là 1,5 cm. Các bạn sẽ gấp đôi lại này. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ gấp bốn lại nhé. Ở đây các bạn chúng ta sẽ cắt cho mình một cái phần đường đi vào giữa này. Đi vào giữa. Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo này tỉa các cái phần này thành các cái phần cánh hoa này. Ok. Sau đó thì mình sẽ mở ra. Sau khi mà mở ra ấy, thì ở đây mình sẽ có một cái phần. Phần này nó sẽ hơi to một chút này. Cái phần chỗ mà nếp gập thì các bạn chúng ta sẽ cắt cho mình một chút vào đây. Và sau đó thì mình cũng sẽ cắt luôn vào chính giữa. Như thế này nhá. Ok này. Tương tự này. Màu vàng cũng sẽ như vậy nhá. Các bạn chúng ta có thể chọn các cái phần màu sắc khác nhau nhé. Để cho cái phần trang trí của mình nó được đẹp hơn này. Ok, như vậy là chúng ta đã cắt xong được các cái phần bông hoa rồi này. Bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng keo này. Mình sẽ cho một chút keo lên trên này. Sau đó mình sẽ cố định một cái phần này lên trên đây. Ok rồi này. Sau khi mà chúng ta đã cố định xong được các cái phần bông hoa này rồi thì tiếp đến các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái phần giấy màu xanh như thế này nhá. Và đối với phần giấy này các bạn sẽ gấp đôi lại cho mình này. Sau khi mà đã gấp đôi được rồi ấy, thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ tách cái phần này ra. Để tách luôn ra này. Ok, sau khi mà các bạn chúng ta đã tách xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt các cái phần lá ở đây nhé. Đối với phần lá này ấy, thì các bạn chúng ta sẽ gấp đôi cái phần giấy này lại. Cái phần giấy này thì các bạn sẽ có thể cắt cho mình khoảng tầm từ 7, 8 đến 9 cm nhé. Tùy theo các bạn thôi. Và sau đó thì các bạn sẽ gấp đôi lại này.
Tiếp tục gấp 4 lại. Sau đấy ở đây thì các bạn sẽ vẽ cho mình các cái phần lá này, cái phần lá lên trên này nhá. Chúng ta chỉ được cắt theo cái phần đường lá mà mình đã vẽ thôi này. Ok này. Sau khi mà mở ra thì mình sẽ được một cái phần giải giải cỏ như thế này nhá. Mình sẽ cắt đôi ra này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái phần lá rồi này. Đối với các cái phần lá này thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ cắt, tiếp tục cắt đôi ra cho mình nhé. Mình cắt đôi ra này. Tiếp theo đó thì ở đây các bạn chúng ta sẽ cố định lên trên cái phần khung của mình nhé. Mình sẽ cố định các cái phần giải cỏ của mình lên trên này. Các bạn sẽ cho mình một cái phần đường keo lên đây. Mình sẽ cố định ở đây thôi. Cố định lần lượt lên trên này. Làm hết thì nghỉ anh ạ. Mười sáu á. Chấp nhận rồi chưa biết sao được. Tiếp tục này, cố định vào đây. Các bạn sẽ cố định đè lên trên thôi cho mình thôi là được này, để cho cái phần cỏ của mình ấy nó được dày một chút. Ok này. Ok này, sau khi mà cố định xong được các cái phần này rồi, bây giờ các bạn sẽ lật ngược lại đây. Đó, mình sẽ cắt các cái phần cỏ này đi. Cái phần cỏ thừa ra ở cái phần dưới này cho mình này.
Ok, sau khi mà chúng ta đã cố định xong được cái phần này rồi, tiếp đến này, ở cái phần trên này các bạn sẽ cố định cho mình các cái phần cánh bướm nhé. Đối với các cái phần cánh bướm này, các bạn sẽ đặt cái phần cánh bướm đi xuống cho mình này. Mình sẽ cố định sát vào nhau này. Mình sẽ đặt dàn hết vào đây nhé. Sau khi mà đã cố định xong các cái phần bướm này rồi, tiếp đến các bạn sẽ cố định cho mình các cái phần bông hoa lên trên này. Mình sẽ đặt các cái phần bông hoa của mình lên trên các cái phần cỏ này thôi này. Ở dưới này thì chúng ta cũng sẽ cố định thêm các cái phần cánh bướm vào đây. Ok, và để trang trí cho cái phần của mình, cái phần trang trí này nó được đẹp hơn ấy, thì các bạn sẽ cho mình các cái phần hạt xốp nhỏ này. Đó, mình sẽ cố định các cái phần hạt xốp với các cái phần màu sắc khác nhau lên trên các cái phần cánh hoa của mình cũng như là các cái phần cánh bướm nhé. Trước hết là các cái phần màu cánh hoa của mình này. Tiếp đến thì đối với các cái phần cánh bướm này thì các bạn cũng sẽ cố định cho mình nhé. Một vài cái phần cánh bướm này các bạn sẽ cho mình các cái phần keo vào đây để cố định. Nó sẽ cố định vào đây các cái phần hạt xốp này. Đây này. Ok, như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong được cái phần tác phẩm của mình rồi này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu thấy hay nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt chia sẻ nha.
Và đừng quên là nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi các video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công!